trong không khí vui tươi tràn đầy khí thế của buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Kính mời quý vị đại biểu và các đồng chí thưởng thức chương trình chống hội và biểu diễn võ thuật. Chương trình do tập thể cán bộ, giáo viên bộ môn quân sự võ thuật, thể dục thể thao, phòng quản lý học viên Học viện An ninh Nhân dân, Đoàn Thanh niên Học viện Võ đường Thanh Phong xây dựng, huấn luyện và do các sinh viên Học viện An ninh Nhân dân thực hiện. Mở đầu chương trình, xin kính mời các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí theo dõi màn biểu diễn võ thuật Công an Nhân dân với chủ đề Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ do sinh viên khóa D45 biểu diễn. Ngày xưa giặc ân trần qua sông lăng nước ta là ngôi trường đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân. Trong suốt thời gian từ ngày mới thành lập cho đến nay, cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của Công an Việt Nam, Học viện An ninh Nhân dân với cái tên giản dị, thân quen và nhiều dấu ấn C500 đã góp phần đào tạo nên hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an và chiến công của họ gắn liền với sự nghiệp vì an ninh tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển võ thuật cho lực lượng Công an Nhân dân. Người căn dặn lực lượng bảo vệ, muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết giỏi võ, phải khỏe, phải bắn súng giỏi. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng Công an nói chung và Học viện An ninh Nhân dân nói riêng luôn chú trọng đến việc đào tạo cán bộ công an phát triển một cách toàn diện, kể cả về trí lực và thể lực, nâng cao ý chí chiến đấu, bản lĩnh nghề nghiệp, lòng dũng cảm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ lớp đào tạo giáo viên võ thuật đầu tiên do Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định mở tại trường năm 1969, võ thuật Công an Nhân dân đã được đưa vào giảng dạy chính thức trong các trường Công an Nhân dân và ngày càng có vị trí quan trọng trong các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an Nhân dân. Võ thuật Công an Nhân dân là môn phái võ tổng hợp được hình thành trên cơ sở kế thừa, chọn lọc nhiều môn phái võ và tổng kết thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Võ thuật Công an Nhân dân phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Nhân dân và rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ công an khả năng vận động với cường độ cao, giúp con người nhanh nhẹn, có sức bền bỉ, dẻo dai và lòng quả cảm. Quý vị đang theo dõi các động tác chiến thuật cơ bản và bài võ tổng hợp 44 động tác. Đặc trưng của võ thuật Công an Nhân dân là các thế đánh, cách đánh bằng chân tay không hoặc vũ khí thô sơ, phù hợp với đặc điểm công tác trong từng tình huống cụ thể mà cán bộ chiến sĩ công an phải sử dụng võ thuật để tấn công trấn áp tội phạm hoặc để đề phòng khi bị tội phạm phần tử xấu tấn công nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng đội và nhân dân. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong xu hướng hội nhập ngày càng khó khăn phức tạp, đòi hỏi mỗi sinh viên an ninh không chỉ giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, nâng cao trình độ về mọi mặt mà còn phải tinh thông võ thuật, kỹ thuật, quân sự, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 lời Bác Hồ dạy, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp theo chương trình, xin mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đến với màn chống hội với chủ đề Tưng bừng ngày hội. Tiếng trống khai trường rộn rã, chào đón một năm học mới hòa trong tiếng trống ngày hội khí thế hào hùng.
thưa toàn thể các đồng chí, chương trình lễ khai giảng năm học 2015-2016 của Học viện An ninh Nhân dân đến đây đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương, các học viện, nhà trường trong và ngoài ngành công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và các tổng cục Bộ Tư lệnh của Bộ Công an các tỉnh, thành phố, quận, phường, xã và toàn thể các đại biểu khách quý đã đến dự lễ. Xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã gửi lãng hoa chúc mừng học viện nhân ngày khai giảng. Cảm ơn các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các phóng viên, kỹ thuật viên đã đến tác nghiệp đưa tin tuyên truyền về Học viện An ninh Nhân dân trong buổi lễ trọng thể này. Xin kính chúc toàn thể các đại biểu khách quý, cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Học viện An ninh Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc toàn thể sinh viên, học viên các khóa của Học viện luôn đoàn kết, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, lập nhiều thành tích xuất sắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân anh hùng. Xin trân trọng cảm ơn.